hụt khiến nhà đầu tư không kịp xoay trở, bất chấp việc là đồng tiền ảo giá trị nhất thế giới, với giá trị giao dịch đạt hàng tỷ đô la Mỹ mỗi ngày, song Bitcoin vẫn cho thấy sự bất ổn và khó được xem là một kênh đầu tư an toàn. Giá của Bitcoin trong những ngày qua đã có sự trồi sụt khiến nhiều nhà đầu tư không kịp trở tay. Cụ thể từ mức sấp xỉ 14.000 đô la Mỹ vào ngày 26 tháng 6, giá của Bitcoin giảm sâu xuống khoảng 9.600 đô la Mỹ vào mùng 2 tháng 7 và ít ngày gần đây lại có chiều hướng hồi sinh lên mức gần 13.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên đối với nhiều nhà đầu tư đa tăng của Bitcoin từ đầu tháng 6 đã là quá đủ để họ lấy lại niềm tin vào đồng tiền ảo này. Naim Aslam, chuyên gia phân tích tại Thịnh Markets FX nhìn nhận đợt tăng giá trên 10.000 đô la Mỹ của Bitcoin vào ngày 21 tháng 6 là một tín hiệu tích cực dành cho các nhà đầu tư, cho thấy Bitcoin đã thực sự trở lại. Đây cũng là lần tăng vượt ngưỡng 10.000 đô la Mỹ đầu tiên của Bitcoin kể từ tháng 3 năm 2018. Dẫu vậy Naim tin rằng giữa Bitcoin và công nghệ khối chuỗi dù có mối liên hệ, nhưng vẫn là những khái niệm tách rời. Nói cách khác, những ảnh hưởng tích cực đối với blockchain chưa chắc đã có tác động tốt đến Bitcoin và ngược lại. Nếu đối chiếu theo quan điểm này, thì việc Bitcoin tăng giá có thể đã phụ thuộc theo một nguyên nhân nào khác, chứ không phải do Facebook ra mắt đồng Libra thời gian gần đây.